đối nghịch ở bệnh viện dã chiến đa tầng thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Chợ Rẫy mở phòng khám đặc biệt dành cho nam giới. Giúp cụ bà 72 tuổi đi lạc hơn 60 km tìm lại người thân. Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở 28 tỉnh thành. Độc đáo mô hình đại dương thu nhỏ trồng chiếc bàn. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, chỉ cách nhau vài vách ngăn, hình ảnh các tầng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh như hai bức tranh đối nghịch. Một nơi bệnh nhân COVID-19 tự chăm sóc, vui vẻ, rộn tiếng nói, một nơi bệnh nhân nằm im lìm, sự sống bị đe dọa từng giờ. Dẫu hình ảnh có gam màu nào, sự sống vẫn phải tiếp diễn. Quang cảnh tại tầng 1 và tầng 2, khu D và E, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi sáng như một khu nhà ở tập thể, khi bệnh nhân tự vệ sinh cá nhân, thể dục, ăn sáng, vui đùa tán gẫu. Nhân viên y tế cũng đến từng buồng bệnh lấy mẫu xét nghiệm cho các bệnh nhân đủ thời gian. Ở khoảng sân trời, nơi đây là cả thế giới vui chơi của trẻ em, là nơi tập thể dục, phơi quần áo, trò chuyện của người lớn. Chỉ cách nhau vài vách ngăn, không khí trái ngược hoàn toàn khi đến khoa hồi sức tích cực. Ở đây bệnh nhân nguy kịch nằm kín giường bệnh, họ hôn mê sâu, cơ thể gắn liền với nhiều ống dây để kết nối thiết bị y tế cạnh bên. Trong bộ đồ bảo hộ bít bùng, ngột ngạt, nhưng tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên dường như quên khái niệm thời gian. Trong bản giao hưởng nhiều âm thanh từ các thiết bị máy móc phát ra liên hồi, họ tập trung cao độ, miệt mài chăm sóc, điều trị bệnh nhân nguy kịch, giành lại sự sống khỏi tay tử thần. Mới đây, Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ B58 tiến hành thả một cá thể khỉ mốc quý hiếm về với môi trường tự nhiên. Cá thể khỉ mốc có tên khoa học là Magaca asamensis, cân nặng 5,8 kg, thuộc nhóm 2B, nhóm nguy cấp quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Đây là cá thể khỉ mốc được Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú tịch thu. Sau thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, nhận thấy sức khỏe khỉ đuôi dài đã ổn định và đảm bảo các điều kiện để thả về môi trường tự nhiên, Hạt Kiểm Lâm huyện đã thả cá thể khỉ đuôi dài về với môi trường tự nhiên. Việc thả cá thể khỉ đuôi dài về với môi trường tự nhiên là hành động thiết thực, góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thêm một thông tin khác, thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào chính thức hoạt động phòng khám nam khoa trực thuộc khoa ngoại tiết niệu. Đây được xem là thành quả bước đầu sau hàng chục năm tâm huyết của lãnh đạo bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành tại khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy dành cho lĩnh vực nam khoa. Phó giáo sư tiến sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục điều trị chuyên sâu cho những dạng bệnh lý khó nói ở nam giới, đơn vị nam khoa Bệnh viện Chợ Rẫy còn tiến tới thực hiện nhiều kỹ thuật khó như đặt thể hang nhân tạo, đặt tinh hoàn nhân tạo, điều trị vô sinh nam, điều trị tiểu không kiểm soát và đặc biệt là thực hiện phẫu thuật chuyển giới, một khi dạng phẫu thuật này được cho phép thực hiện tại Việt Nam. Thưa quý vị, Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kiện đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển và hội nhập của hội với nhiều thành tựu. Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kiện đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển và hội nhập của hội với nhiều thành tựu. Thời gian qua, hội đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chương trình thiết thực để phù hợp với sự phát triển của xã hội, được sự đánh giá cao của cộng đồng, đồng thời đưa ngành mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý ngày càng phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước và giao lưu hội nhập quốc tế, nên ngành vàng bạc đá quý cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu 99,99% nhằm chống nhập siêu, chống lạm phát, nên tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không bắt kịp thị trường thế giới và có sự chênh lệch về giá rất lớn.
Hiệp hội vàng thời gian qua thì cũng chính kiên trì kiến nghị là làm sao là có cái xem cái kinh doanh vàng nữ trang như là cái kinh doanh hàng hóa bình thường và không nên đặt ra cái điều kiện trong cái cho phép kinh doanh vàng, tức là nó không phải là cái loại kinh doanh có điều kiện. Thì như vậy đó thì cái phát triển nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ thông thoáng hơn. Chúng tôi cũng kiến nghị là nhà nước cũng nên sớm sửa đổi, thay đổi cái nghị định 24 trong cái quản lý kinh doanh vàng. Tại vì cái nghị định này nó ra đời nay cũng hơn cũng 10 năm rồi. Thành ra đó là rất là cần phải có những cái đổi mới, có những cái thay đổi cho nó đúng với cái phát triển chung của thị trường vàng trong nước như thế. Đây cũng là những nội dung được các thành viên tham dự đại hội quan tâm nhất. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ cùng các thành viên tiếp tục kiến nghị những nội dung này đến các cơ quan có thẩm quyền để ngành vàng bạc đá quý phát triển tốt hơn. Ngày 15 tháng 12, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một cụ bà 72 tuổi đi lạc từ Hà Nội đến Hà Nam hơn 60 km về với gia đình an toàn. Trước đó khi tuần tra trên quốc lộ 38 đoạn qua phường Đồng Văn, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Duy Tiên phát hiện một cụ bà có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. Xác định có thể cụ bà bị đi lạc nên tổ công tác đưa về trụ sở đơn vị nghỉ ngơi, đồng thời tổ chức xác minh và đưa thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân. Được biết cụ tên là Dương Thị Cẩm, 72 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Do cao tuổi, trí nhớ bị suy giảm nên cụ Cẩm đã đi lạc từ Hà Nội xuống Hà Nam hơn 60 km. Chỉ sau 15 phút, lực lượng công an đã xác minh và liên hệ được với người thân đến đón cụ Cẩm về. Gặp lại mẹ, chị Trần Thị Cẩm Hoa xúc động cho biết, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm mẹ từ nhiều ngày qua nhưng không có kết quả. Khi được lực lượng công an thông báo, mọi người trong gia đình vô cùng vui mừng. Vừa qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với các đơn vị công an quận, phường và thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội kiểm tra đồng loạt hai cửa hàng sách và một kho hàng của đối tượng Hoàng Văn Tùng, 30 tuổi, ở số 6 C12A, tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Tại hai cửa hàng sách đã phát hiện và tạm giữ khoảng 65 đầu sách đang bày bán, khoảng 1.000 cuốn được đóng trong hơn 15 thùng cắt tông, nghi có nguồn gốc in lậu. Tại kho sách ở tổ dân phố Đống 1, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 400 đầu sách đang bán chạy hiện nay, ước lượng lên đến hàng chục tấn sách, chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, nghi in sao lậu. Các đầu sách nghi làm lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín như Trí Việt, Alpha Book, Nhã Nam, Nhà xuất bản Trẻ. Lực lượng chức năng đang tổ chức kiểm đếm, niêm phong và đưa về tạm giữ tại Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, bắt giữ 52 đối tượng. Theo đó, ngày 15 tháng 12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sĩ khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Tại các văn phòng đại diện của công ty này, lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng. Bước đầu làm rõ đã có hơn 10.000 bị hại vay công ty tài chính Tân Tín Đạt với số tiền trên 1.000 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất là gần 200% một năm. Tân Tín Đạt có vỏ bọc là công ty tài chính do đối tượng Nguyễn Sĩ Dũng, 39 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh làm giám đốc. Để triệt xóa đường dây này, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đã mất rất nhiều thời gian, công sức và sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại. Sau khi phát động cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an thành phố Cà Mau phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Theo đó, vào tối ngày 15 tháng 12, tại khu vực ấp 6 xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, phát hiện ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã dừng phương tiện và bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Sang, 51 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Lưu Phước Hùng, 38 tuổi, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ được bao bọc ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng khoảng 1,15 kg và hai viên nén cùng một số tang vật khác. Lưu Phước Hùng khai nhận số tang vật trên là ma túy, đang trên đường mang đi giao thì bị bắt quả tang. Qua test nhanh, Hùng dương tính với chất ma túy. Theo hồ sơ, Hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý. Thưa quý vị, bằng niềm yêu thích đại dương và đôi bàn tay nghệ thuật, một thanh niên 8X ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã mô phỏng lại đại dương thu nhỏ bằng những chất liệu độc đáo vào trong những mặt bàn vô cùng lạ mắt. Mời quý vị khán giả hãy cùng xem qua những tác phẩm này quý vị nhé. Năm năm trước, chàng trai Đỗ Viết Tùng ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thử sức làm các tác phẩm từ resin thông qua các clip trên mạng xã hội của nước ngoài. Anh Tùng đã tự học và mày mò để hoàn thiện sản phẩm. Vốn là người yêu thích trải nghiệm lặn biển, nên anh Tùng đã có niềm đam mê đặc biệt với đại dương. Vì thế, chàng trai này lấy ý tưởng từ đó để làm ra những sản phẩm đậm chất riêng. Thời gian làm mỗi sản phẩm dao động khoảng từ 1 đến 4 tuần. Thậm chí, có sản phẩm phải mất hơn 2 tháng để hoàn thành vì đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Để một cái sản phẩm hoàn thiện và đẹp thì nó tất cả công đoạn đều quan trọng như nhau hết. Thì mình thường sẽ có 5 cái công đoạn. Thì cái công đoạn đầu tiên tức là mình sẽ xử lý những cái phôi gỗ rồi làm khuôn. Sau đó thì mình tới là mình sẽ đổ lớp lót rồi mình tạo hiệu ứng. Bước thứ ba là mình tạo hiệu ứng những cái sóng biển hoặc là những cái layout cho nó đẹp xuất sắc ha. Rồi bước thứ tư là sẽ xử lý gỗ, phôi gỗ hoặc là cho nó đẹp, hoàn chỉnh. Rồi bước cuối cùng là mình sẽ hoàn thiện nó bằng cách là mình đánh bóng. Sản phẩm mặt bàn mô phỏng đại dương được kết hợp từ nhiều chất liệu, trong đó chủ yếu là gỗ, resin và đất sét dùng để mô phỏng những chi tiết nhỏ. Cái chất liệu epoxy resin này kết hợp được rất nhiều loại vật liệu khác nhau. Mình thường là sẽ kết hợp với đất sét nè, sỏi đá, đôi khi là sắt và thường xuyên nhất là gỗ, đôi khi có cả xi măng nữa nha. Ví dụ như đây đi, mình làm một cái chặn giấy thì mô phỏng đại dương đây thì mình sẽ có một cái khối san hô chết trong đây và những cái đất sét mình sẽ nặn thành những cái con cá hề nè, rồi hải quỳ nè. Và rong biển, có một con sò trong đây nữa. Đơn giản là mình pha màu xanh nước biển vào đây, mình đổ khuôn cho nó tròn rồi mình đánh bóng. Để đổ một cái layout bố cục, ví dụ như cái sản phẩm đại dương hồi nãy, là tại sao mình đổ nhiều lớp? Thứ nhất là do cái chất liệu keo đó yêu cầu mình phải đổ nhiều lớp. Thứ hai là mình đổ một lớp, sau đó mình sẽ thêm những cái chi tiết, ví dụ như chi tiết cá hay là những sinh vật ở dưới biển, sau đó mình đổ thêm một lớp nữa thì mình sẽ tạo được một cái cảm giác là 3D nó sống động hơn, tạo cho cái sản phẩm nó có hồn hơn. Những sản phẩm như thế này được bán với giá vài trăm đến vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đồng, tùy vào độ công phu, kích thước. Anh Tùng không chỉ đòi hỏi sự chỉnh chu của sản phẩm, mà ngay từ khâu ý tưởng, anh luôn mong muốn đem đến sự mới lạ từ những điều thân thuộc nhất, đặc biệt là mang nét đẹp Việt Nam để nhiều người nước ngoài biết đến. Ở Việt Nam mình rất là nhiều vẻ biển đẹp, nên mình đã đi từ quê mình thì ở miền Trung, ở Hà Tĩnh thì mình ngay cả địa phương Hà Tĩnh mình cũng vẻ biển cũng rất là đẹp, đặc biệt là biển miền Trung nha, tại vì nó gần đá và núi. Mình muốn sẽ mô phỏng lại. Sắp tới mình đang có những cái dự án về những cái mang nét đặc trưng của Việt Nam để đưa ra cái thế giới, như là mình đang dự định sẽ làm cái bàn về ruộng bậc thang chẳng hạn, hoặc là các cái danh thắng như là Vịnh Hạ Long để đưa ra cho các bạn thế giới biết tới nhiều hơn về Việt Nam. Ngoài những sản phẩm mặt bàn hiện có, trong tương lai, anh Tùng dự định sẽ phát triển thêm những sản phẩm thiên về nội thất và nhận đào tạo học viên để ngày càng có nhiều người biết đến và những tác phẩm nghệ thuật này đến gần hơn với người Việt.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.